Mấy món này là bác làm hết đó, có mấy em nó phụ. Ủa, chỉ có mấy món vậy thôi hả bác? Ờ, có mấy món vậy thôi hả. Thật ra đây là bữa cơm gia đình thân mật, cho nên bác làm mấy cái món truyền thống của gia đình mình không đó. Ủa sao vậy? Mấy món này không hợp khẩu vị của con hả? Tại vì mấy cái món này nó cũng bình thường quá, bình dân quá, cho nên là con cũng không thích ăn. Mấy bà giúp việc nhà con á cũng chuyên gia làm mấy cái món này nè, con la hoài à. Con nói á là phải chịu khó đi lên mạng tìm mấy cái công thức mà làm mấy món tay con thích đó, mà làm cũng không xong nữa, cho nên á bình thường con chỉ đi ăn nhà hàng thôi à. Vậy cũng tốt. Dạ mời cả nhà. Mời mẹ ăn cơm, mình ăn mời cơm chị. Dạ ăn đi chị. Ăn đi. Con muốn ăn món nào vậy? Bác cứ để con tự nhiên. Ủa Phương, sao mấy cái món này nè toàn là mẹ em nấu không mà em không ăn? Em ăn rau không vậy? Trời, đừng có nói á, mấy cái món này bị gì nha. Ăn được không vậy? Dạ thưa chị, tại vì em đang giảm cân, em chỉ được phép ăn rau thôi. Chị yên tâm đi, mấy cái món này á là mẹ em nấu mà, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ vừa hợp vệ sinh nữa, hơn mấy cái món ở nhà hàng luôn á chị. Đúng rồi đó con. Phương, chị nghe anh Kiệt nói á, em là hot girl trên mạng xã hội cũng nổi tiếng lắm ha. Bây giờ á đang lấn sân sang showbiz nè. Nói thiệt đi, em đang cặp với đại gia nào vậy? Chị à, em không có cặp với đại gia nào hết á. Em tự đi lên bằng chính năng lực của mình mà. Ồ, vậy hả? Tại vì á, chị cũng quen nhiều người trong giới của em. Chị á, không có đánh giá cao mấy cô hot girl người đẹp đâu nha. Mấy đứa bạn của chị á, chồng của tụi nó toàn là bị mấy cái đứa hot girl dụ dỗ, chu cấp này nọ không à. Tụi chị với tụi nó đẳng cấp hoàn toàn khác xa nhau. Em á, cần hỗ trợ tài chính á, thì cứ nói với chị, chị sẽ nể tình anh Kiệt, chị giúp cho. Chứ đừng có đi làm bậy, xấu mặt mình mà xấu lây cho anh Kiệt nữa đó. Chị, nghề nào cũng có người này người nọ mà chị. Nhà em tôi đã không có khán giả gì hết, không có được ba mẹ hậu thuẫn tài chính, nhưng mà chị em tụi em đều có tự trọng, biết tự lực cánh sinh hết, không ỷ lại vào ai hết chị. Cho nên chị cũng không cần bận tâm lo lắng cho con Phương nhà em đâu. Anh, hai đứa em gái của anh á, thiệt là lanh lợi ghê á. Dạ đúng rồi đó chị. Chị em á phải lanh lợi chứ đúng không? Hiền quá hả, mất công có mấy người ở đâu tới nhà mình á hả, ăn hiếp là mệt dữ lắm á ha. Ăn đi em. Hai đứa cũng lo ăn đi nha. Nè, tụi con, chị Tú đang chỉ dạy cho tụi con, sao nói tầm bậy tầm bạ vậy? Hả? Con, dạ. Tụi nó còn nhỏ lắm, chưa có biết gì hết trơn á, đừng có trách tụi nó nha. Dạ, bác yên tâm đi. Sau này á, con cưới anh Kiệt rồi, lúc đó con sẽ dạy dỗ thêm cho hai em. Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi, có gì con phụ bác luôn mà. Dạ. Dạ, nếu vậy thì hai chị em cảm ơn chị Tú trước nha. Chị Tú, tụi em có sao nói vậy, có gì mất lòng chị Tú bỏ qua nha. Có cái gì đâu mà mất lòng. Anh à, hay là bây giờ mình đi luôn đi anh, chứ để trễ tụi bạn em đang chờ. Bên đó tụi nó gọi nhiều đồ ăn ngon lắm, có cua có ghẹ có tôm, mình qua đó ăn luôn cũng được. Rồi còn còn đi ăn vậy... Anh hai đi nữa hả anh hai? Anh hai đi hả? Giờ tụi con xin phép nha mẹ. Thôi cũng được. Thôi hai đứa đi cho vui ha. Dạ ha. Vậy thôi con chào bác. Bữa khác con lại ghé chơi nha bác. Bữa khác nha. Dạ. Anh hai đi nha. Quên nữa, bye bye hai em chồng tương lai nha. Dạ bye bye chị. Đi. Con đi nha bác. Dễ thương quá à. Trời, mẹ nhìn nó giống như mẹ hồi trẻ vậy đó. Sao mà dễ thương mà đáng yêu quá trời quá đất vậy? Mẹ. Gì vậy con? Cái
bà đó mà mẹ kêu là đáng yêu á hả? Thì đúng rồi, cá tính mà con. Trời ơi trời là trời, con biết là anh hai lụm cái bà đó trên sau quả xuống hay là ở đâu nữa? Bậy không à? Ở đâu ra vậy? Con nói thiệt với mẹ, hồi nãy giờ mà con không nể mẹ với anh hai á, là cái bà này tới số với con rồi đó. Trời, đã vậy còn dám đòi dạy dỗ con với chị ba nữa. Con chưa bao giờ thấy một người nào trơ trẽn như bà. Trời, cái gì đâu mà trơ trẽn con à. Người ta như vậy á là rất là ấn tượng luôn đó. Con thấy không? Trời ơi, người gì mà hoạt bát dễ sợ, còn đòi lấy luôn anh của các con nữa đó. Nè, tụi con đó nha, phải biết kềm chế cảm xúc của mình, đừng có làm cho anh hai của các con khó xử, biết chưa? Mẹ, cái bà thấy ghét như vậy làm sao mà con kềm chế cảm xúc được chứ? Thôi nha, con phản đối. Con không muốn cái bà con dâu cực phẩm này về làm chị dâu con đâu đó. Trời trời trời, bậy nha, không có được như vậy nha. Con thấy con bé đó đó, tính tình khó chịu lắm, không thể nào con chấp nhận là chị dâu của con được. Tụi con thiệt á, thật ra con Tú nó đâu có chịu về đây làm dâu đâu. Sau này á, nó có ở chung nhà đâu mà tụi con phải lo. Quan trọng á, là nó yêu anh hai của tụi con và có lợi cho tương lai của anh hai tụi con là được rồi. Mẹ, bồ mẹ tính kêu anh hai chuyển nghề qua nghề đầu mỏ hả? Trời trời trời, nói cái gì ghê vậy con? Ăn nói gì mà khó nghe quá vậy? Nè, nhà ông Quý chỉ có một mình con Tú thôi, anh hai của con cưới nó, thế nào cũng được hậu thuẫn. Nè, có cả công ty nhà vợ nè, sự nghiệp nè, sau này á sẽ thành công, đúng không? Mẹ à, nhưng mà làm như vậy á hả, người ta sẽ nói là anh hai con nhờ vợ mới thành công đó. Sao nói vậy được? Tới khi anh hai con thành công rồi thì người ta chỉ thấy thành công của anh hai thôi, người ta sẽ nể trọng nó, chứ ai mà quan tâm nhờ ai mà có được thành công đó, đúng không? Thôi thôi, tốt nhất vậy đi. Hai đứa con á, mai mốt đừng có làm vậy nữa. Phải biết gì tương lai của anh hai con, phải ráng nịnh nó, nghe không? Mẹ yên tâm đi, lần sau mà cái bà con dâu cực phẩm đó tới đây á, con có ở nhà đâu. Cái con này thiệt tình á.